bạn ơi sánh bước cùng tôi về chùa tham dự khóa tu, dành cho tâm khai trí sáng, ươm mầm tình thương quốc gia. Thầy trao ánh sáng từ bi, con nguyện chọn đời khắc ghi. Dành cho tâm bi trí du, giúp đời thoát cơn mê lầm. Anh em ta về đây tu học theo chánh pháp, mang yêu thương niềm tin gieo mầm trong nhân thế, cho tương lai đẹp tươi sáng lên. Mai đến mai sau thế giới kết hoa từ bi. Anh em ta về đây tu học theo chánh pháp, noi gương theo thầy cô ta nguyện luôn tinh tấn. Ta bên nhau cười vui nô đùa, nhớ mãi không quên, nhớ mãi khóa tu mùa hè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính đảnh lễ thầy trụ trì chùa Phúc Nguyện của thành phố Bắc Ninh và đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, những người đang đem tất cả tâm huyết của mình để tổ chức một khóa tu hải đạo tự thân vô cùng ý nghĩa cho các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Giờ phút này nhân duyên đã được hội đủ để sư Hương Nhũ được gặp các con buổi sáng hôm nay, và giờ phút này thời pháp thoại của chúng ta được bắt đầu. Sư Hương Nhũ đi rất nhiều khóa tu mùa hè, và có lẽ là ở tại đây với cái chủ đề hải đạo tự thân là hình như nó không trùng lặp ở đâu hết. Và thầy trưởng ban tổ chức và chư tôn đức tăng ni đang hiện hữu, rồi là chuẩn bị tổ chức lo lắng cho các con, không gì hơn truyền cho các con một nghị lực, một niềm tin trong cuộc sống để mình có thể làm hải đạo tự thân cho chính mình trước những phong ba bão táp của cuộc đời vào ngày mai. Nhất là hôm nay cũng có một số bạn mà sư nghĩ rằng chuẩn bị bước vào cuộc đời rồi, cho nên chúng ta có một tràng pháo tay để tri ân quý thầy. Các con thân mến, hải đạo tự thân nghĩa là chỉ một mình nó thôi, đứng giữa biển khơi mà vẫn đứng vững giữa đất trời, mặc cho phong ba bão táp, mặc cho bao nhiêu là tuế nguyệt thăng trầm đi qua, hải đạo vẫn đứng vững. Chẳng những nó đứng bình yên ở đó mà nó còn sẽ là
nương tựa cho rất là nhiều con thuyền bé, những người lạc vào trong hải đảo đó, thuyền lớn, thuyền bé, mà nhìn thấy hải đảo là rất vui mừng. Và hôm nay, Thầy Lệ Thông lại muốn các con mỗi một người là một cái ngọn đảo cho chính mình và cũng sẽ là nơi nương tựa cho rất là nhiều người trong cuộc sống của chúng ta. Thầy không muốn cho chúng ta là một người Phật tử mà yếu đuối. Thầy không muốn cho chúng ta là người con Phật, là một người thiếu niên và sau này là người chủ nhỏ của Việt Nam mà phải sống hèn yếu, cúi đầu. Cho nên hải đảo tự thân nó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của các con và luôn nhắc nhở chúng ta phải đứng thẳng lên trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời hôm nay và ngày mai. Nhưng có nhiều người cũng thích làm hải đảo tự thân lắm, nhưng mà chưa kịp làm hải đảo đã gục ngã. Chưa cần phong ba bão táp gì hết, mới gió nhẹ đã té rầm rồi. Bởi vì khi cái gì muốn đứng vững, nó phải có nền tảng. Các con cũng vậy thôi. Chúng ta không có cái nền tảng đạo đức hay tin sâu vào nhân quả của cuộc đời, các con sẽ gục ngã mà không đợi ngày mai. Sắp tới là vài ngày sau nữa là Chùa Hoằng Pháp sẽ tổ chức khóa tu mùa hè. Vậy mà các thầy yêu cầu sư Hương Nhũ sẽ giảng một cái đề tài ở tại Chùa Hoằng Pháp về vấn đề dối trá của giới trẻ Việt Nam. Mà các con có biết không? Con người ta mà phải mượn vào cái sự dối trá để sống đó thì tức là đã đánh mất đi. Ví dụ mình muốn đứng vững, mình phải có những cái móng, cái nền, thì tự mình đã xây nhà trên cát rồi. Còn người ta chỉ biết đứng ở trên những cái nền bùn, cát, cho nên chẳng bao lâu nhà có to cách mấy cũng sập. Vì vậy mà sư thấy rằng nếu các con muốn chúng ta thật sự là một người làm chủ lấy cuộc sống của chính mình và đã từng đến với ngôi chùa Phúc Nguyện để tu một khóa tu mang tên Hải Đảo Tự Thân, thì các con phải luôn nhớ bài học nào để cho mình có thể làm hải đảo, làm ngọn đèn cho chính mình để cuộc đời của mình không bị sa vào trong những vũng lầy tăm tối. Nếu mình nhớ lại trong cuộc đời của Đức Phật thì chính Ngài đã thắp lên một ngọn đuốc. Ngài là vầng nhật nguyệt sáng soi mà bây giờ mấy ngàn năm rồi tất cả nhân loại vẫn cúi đầu đảnh lễ, bởi vì con đường Ngài đi qua, lời của Ngài nói, việc của Ngài làm, không có cái gì để người ta phải xét lại hết. Người ta suy xét để rồi người ta phải chấp nhận đó là chân lý. Mà cuộc đời Đức Phật, sư nghiên cứu những lời của Phật dạy, kinh điển, rồi kể cả học luật, luận và những gì liên quan đến cuộc đời Đức Phật, sư thấy chẳng có lời nói nào của Ngài là vô nghĩa hết. Chẳng có lời hứa nào của Ngài hứa mà để rồi không làm, mà chẳng có việc làm của Ngài, chẳng có cái việc làm nào của Đức Phật mà sau này rồi người ta phải đem ra để xem đó là một vết nhơ hay là tì vết trong cuộc đời. Cho nên Ngài mới là Phật. Hôm nay mình là con của Phật thì mình sẽ học những cái điều trong cuộc đời của Đức Phật. Là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, giống chút xíu thôi cũng rất tuyệt vời. Mà giống hết thì mình thành Phật rồi. Thôi thì thầy trò mình giống một chút thôi. Giống một chút thôi, mình cũng có thể làm hải đảo trong cuộc đời chính mình và làm ngọn hải đăng cho rất là nhiều con người trong xã hội, trên đất nước và đối với cả nhân loại nữa. Đó là điều mà sư muốn nói với các con, thế hệ trẻ Việt Nam thân yêu của chúng ta. Các con có biết ông ở cái ngôi chùa mà sư hiện giờ đang trụ trì đó, đó là ở Bình Dương. Mỗi một tháng sư cũng có các bạn trẻ về. Nhưng mà các bạn trẻ của sư đó, ngoài sinh viên ra, còn có các công nhân viên. Tại vì là người ta ra trường, người ta đi làm rồi, người ta cũng không có định hướng, ta mất phương hướng. Cho nên vẫn rất là nhiều sự thoái hóa và hư hỏng cho những công dân Việt Nam đã đi làm rồi, có lương rồi. Bây giờ vẫn là có nhiều vấn đề cần phải xem lại
chứ không phải chỉ giới trẻ không đâu. Tại sao? Vì những công nhân viên đó trước khi đi làm, họ không được trải qua những kỳ tu học tôi luyện như các con. Điều đầu tiên sư muốn nói với các con, muốn làm hải đạo của tự thân, trước hết mình phải có bản lĩnh, có niềm tin trong cuộc sống. Hãy bỏ đi cái cách kiểu sống cậu ấm cô chiêu, vốn được bố mẹ cưng chiều, thì lúc nào cũng có một cái kiểu cách là nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột. Cái gì cũng kêu than, cái gì cũng khóc lóc, cái gì cũng trở nên hết sức yếu hèn. Chúng ta đừng quên ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa mới có 10 tuổi thôi, khi mọi người đang vui chơi nhảy nhót trong một cái lễ hạ điền, thì Thái tử đã lui vào trong một cái gì? Một tàng cây để ngồi tĩnh tọa, giống như các con đang ngồi đây. Tự mình ngồi tĩnh tọa để quán xét và nhìn tất cả mọi hiện tượng trong cuộc sống, để thấy rằng là con chim lớn đang ăn thịt con chim nhỏ, con cá lớn đang nuốt con cá bé, và người có quyền uy đang ăn hiếp kẻ thế cô. Mới có 10 tuổi mà đã ngồi dưới tàng cây mà quan sát được những cái vấn đề bất công trong cuộc đời, để xót xa cho cái nỗi khổ niềm đau của nhân loại. Bây giờ mình lớn như vậy rồi, mình tu tập, mình nghe pháp, cũng quay lại hai chữ selfish là ích kỷ. Con người chỉ biết sống cho cái ngã của mình thì đáng tiếc. Nếu muốn làm hải đạo cho tự thân thì đồng thời phải hiểu rằng cái hải đạo đó cũng có thể là nơi nương tựa cho những người khác nữa. Như vậy mình mới là con của Phật, bởi vì Đức Phật ra đời vì hạnh phúc của chư thiên và loài người. Và chúng ta có mặt trên cuộc đời này, được thân người, được nghe Phật Pháp, chúng ta cũng sẽ phát nguyện con được làm người. Đó là một điều hết sức khó khăn. Và con cũng sẽ là đi theo hạnh nguyện của Đức Phật, con cũng sẽ đi theo con đường của Ngài, đó là sống vì hạnh phúc của mọi người. Mà ít nhất trong lứa tuổi của các con ngồi đây, chúng ta biết nghĩ một chút cho cha, cho mẹ, cho anh chị em trong một gia đình của mình đi, trước khi nói những chuyện ở bên ngoài. Vì vậy điều trước hết, con người phải có bản lĩnh trong cuộc sống, tự xác định rằng mình cũng có những cái ưu điểm, và ai cũng có nhược điểm. Có những con người rất là tự ti, là cảm thấy là cái gì con cũng dở hết sư ơi, con không dám nói chuyện trước đám đông nè, được chưa nào, con không có tài gì hết, hát cũng không hay, đóng kịch con cũng không dám, học con cũng dở, cái gì con cũng dở hết. Nhưng không, không phải vậy là con dở đâu con. Con có thể dở cái này, nhưng con sẽ giỏi cái khác. Đó là con rất sốt sắng giúp đỡ mọi người khi người ta cần đến con. Đó là con sẵn sàng ngồi lắng nghe người ta khi có những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Bạn ơi, hôm qua gia đình mình có chuyện buồn đó, mình sẵn sàng ngồi để lắng nghe. Cái người mà ngồi mà lắng nghe được là phải có nghị lực, phải có bản lĩnh, không là không chịu nổi đâu. Ngồi không được, nghe không được đâu. Đó, và ngồi xuống lắng nghe và chia sẻ với bạn mình. Giống như bạn mình đi học muộn, hỏi tại sao mà con lại đi học muộn như thế? Bởi vì bạn con hư xe và con không thể để cho bạn con đứng đó một mình. Con dừng xe lại và hai đứa con cùng đi học muộn cho đến khi bạn con phải là sửa cái bánh xe bị lủng bánh vá xong, hai đứa cùng đến trường mất hết một tiết học. Nhưng con không nỡ để bạn con nhỏ bé như thế đứng một mình ở ngoài đường. Đó là đã chia sẻ rồi. Không đợi là mình phải có rất nhiều tiền, không đợi mình phải rất tài năng để chia sẻ với người khác. Mà muốn làm được giúp đỡ người khác, bản thân mình phải có bản lĩnh, có niềm tin. Bản thân mình quá yếu đuối, mình không giúp được ai hết. Ngồi không ngồi thẳng được, đứng đâu phải dựa, chuyện gì cũng khóc lóc, đói một chút thì ra lên, khát một chút thì không chịu nổi, chết đến nơi rồi. Không có một chút nghị lực, niềm tin và sức chịu đựng thì chúng ta không làm gì được hết. Cho nên nhắc lại, để làm hải đạo cho tự thân, chúng ta trước hết cần xác định ai cũng có cái sức mạnh, cái ưu điểm riêng của chính mình, ai cũng có cái tài riêng của chính mình, hoặc đã lộ ra hoặc chưa lộ ra mà thôi. Các con có đồng ý như vậy không?
Thế thì bây giờ sư kể cho các con nghe một cái câu chuyện về một chú bé mà khi sanh ra đó thì mẹ chú đã ngất ngay trên cái giường sắt. Trước khi bà ngất đi, bà kịp nhìn cái đứa bé sơ sinh, con yêu quý của bà là một đứa con trai. Và hơn như thế, đau buồn đó là cái cậu bé này gần như không có chồng. Và người mẹ phần thì mệt, phần thì thất vọng, đã bất tỉnh, ngất đi. Chỉ được nói hai tiếng trời ơi. Và khi tỉnh dậy thì tất nhiên một cái cơ thể nó bất thường như vậy thì người ta phải đặt nuôi trong lồng kiến và rất là yếu đuối. Và bác sĩ mới nói rằng nó rất là yếu, không chỉ không có chân mà nó yếu đuối lắm. Các cái bộ phận nội tạng đều rất là mong manh. Bà có muốn nuôi nó không? Bà nói không, dù không có chân nó vẫn là con của tôi kia mà, tôi sẽ nuôi con tôi. Và cha và mẹ nâng niu một cái đứa bé mà có thể là lúc nhỏ nó như một cái quả banh thôi, vì nó không có cái phần dưới. Đó, cái tâm từ bi của người mẹ tuyệt vời, lòng yêu thương của mẹ, của cha đối với chúng ta vô bờ bến như thế. Nhưng các con có biết không, người ta vượt qua mọi sự khó khăn, thử thách, sự nguyền rủa của cuộc đời, là ông bà làm cái gì ác mà sanh ra đứa con như thế? Người ta hỏi bà như vậy. Chắc có lẽ tôi kém tu, nhưng mà dù sao cháu nó kháu khỉnh lắm, nó ngoan lắm. Nó không có chân thật nhưng mặt nó sáng lắm và nó ngoan lắm. Nó không phải là một đứa bé mà nó hành hạ cha mẹ. Thế rồi cha mẹ nuôi cậu bé lớn lên thì chắc chắn cậu phải đặt trong một chiếc xe, xe lăn, tại không có chân mà. Thì khi bằng tuổi các con đó thì bắt đầu mới lăn bánh xe ra ngoài để nhìn trời nhìn đất. Thì cậu thấy mọi người dùng đôi chân của mình đi qua đi lại, còn cậu phải dùng cái tay để lăn cái bánh xe mà lăn đi. Chứ cậu là không có chân. Nhiều khi cậu muốn đi ra tút xa kia nhưng mà nó phải đi qua cái rãnh. Thì không có người là chắc chắn cái xe lăn nó sẽ lọt xuống cống nên không đi được, chỉ quanh quẩn ở trong sân. Đi học là phải có người chở lên trường, đặt vào cái xe lăn để mà học. Rồi nhìn con chim bay trên kia thì cậu nói trời ơi, tại sao mình chỉ cứ ngồi một chỗ như thế này. Cho nên có lần cậu đã hỏi với mẹ rằng, mẹ ơi, chân của con như thế này mai mốt lớn có dài ra không hả mẹ? Bạn chúng ta còn bé mà, nên nghĩ rằng là cao lên thì chân sẽ dài ra. Cho nên hỏi mẹ là chân của con có dài ra không? Mẹ lắc đầu. Thế mẹ ơi, mai mốt hai vai của con có mọc ra cánh không mẹ? Sẽ bay như con chim ngoài kia. Mẹ cũng lắc đầu, không. Và mọi người an ủi nó rằng không sao đâu em ạ. Em cũng còn đôi tay, em cũng còn đôi mắt sáng, em cũng còn nhiều thứ trong cuộc đời. Một ngày kia thì chàng trai cụt chân nó lăn cái xe ra sân, thì có một cái cô bé gái dắt cha đi bán vé số và bán quạt. Thì cái cô bé mà dắt cha mình đi đó là một cô bé gái cụt một cánh tay, chỉ còn một cái tay. Còn cái tay bên này nó cụt lững lơ ngang cái khuỷu á, thì cũng mắc vào một cái cây ngắn. Trên cây đó là những cái chồng quạt, những cái hộp tăm và những cái sắp vé số. Cái tay cụt đó nó cong như thế này mà không có bàn tay. Cô móc vào để đeo các thứ vé số, quạt và tăm. Còn cha của cô dắt cha đeo một cái kiếng màu đen và đi ngang cái sân của nhà cậu bé đó. Thì cậu bé nó tốt bụng lắm, mới bảo là trời nắng quá, xin mời bác và chị vào trong nhà con uống một ly nước ạ, một bát nước ạ. Xong rồi bằng cái chiếc xe lăn, cậu lăn cái xe dắt cái ông này và cô bé đó vào nhà. Ông bảo rằng cho tôi một miếng nước tôi cảm ơn, nhưng nếu trong nhà có ai mua hộ tôi một ít vé số hay là một cái quạt tôi rất cảm ơn, vì đó là gì, là phương tiện để sinh sống của hai cha con tôi. Mà cậu bé này ngây thơ lắm. Bác ơi, sao vào nhà của cháu rồi bác vẫn đeo kiếng đen thế, bác không bỏ kiếng ra? Thế rồi cái bạn gái mới nói là cha của tôi
không thấy gì hết. Từ lâu rồi mắt của cha tôi mù, còn đôi mắt của tôi đây nè thì cũng chỉ có thấy 30% thôi, gọi là khiếm thị. Ô, mù là như vậy, không thấy gì hết. Trời ơi, tội nghiệp quá. Cái bạn trai cụt chân của chúng ta nghĩ như thế. Và hai bạn nói chuyện qua lại với nhau á, thì cái người cha mù mới hỏi con gái rằng: các con nói chuyện gì với nhau thế? Người con nói: thưa cha, bạn của chúng ta hỏi rằng vì sao là cha cứ phải đeo kiếng đi vào nhà. Thì ông mới trả lời rằng: bác đã mù, cuộc sống của bác chỉ còn dựa vào là đi trên hai đôi chân để đi bán, tàn nhưng mà không phế thải, vẫn có thể làm để nuôi sống đời mình và con gái của mình. Còn cậu bé bạn của chúng ta mới nói rằng: thế hả bác, còn khi mẹ cháu sanh cháu ra thì lại thiếu hai chân bác ạ. Cháu không có chân. Nhưng mà người cha mù này rất là hay, mới nói: ôi cháu thật là hạnh phúc, mẹ cháu quá vĩ đại, đã nuôi cháu mà không hủy hoại đi. Có nhiều người thấy con tật nguyền, thấy con yếu đuối, người ta vứt thùng rác, người ta thả xuống sông, xuống biển, người ta vứt đi như rảnh một cái món nợ cuộc đời. Các con nhớ những cái điều đó để rồi sau này như thế nào, mình không chỉ lo cho mình mà còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần đến chúng ta đó. Các con hãy nhớ điều đó. Mình không chỉ có biết có mình và những người quanh mình đâu, trên thế gian này còn rất là nhiều người đau khổ lắm. Cho nên mình phải có sức mạnh, mình phải có bản lĩnh, mà muốn như vậy phải biết sống như thế nào. Thế rồi các con có biết như thế nào không? Cậu con trai ngồi trên chiếc xe lăn buồn lắm. Con hỏi mẹ con rằng: chân con có mọc dài ra nữa không? Mẹ con nói: không. Vai con có mọc cánh ra để bay như con chim ngoài kia không? Mẹ cũng nói: không. Thế con buồn lắm. Thì người cha mù nói: con đừng buồn con ạ. Dù sao đi nữa, đôi mắt con vẫn còn sáng, mà mắt ta thì mù nè. Dù con thiếu hai chân, nhưng cũng còn có chiếc xe lăn để giúp cho con. Có những con người cụt chân tay mà không có một cái chiếc xe lăn, cái phương tiện để sống thì sao? Và hơn nữa, con còn mắt, con còn nói được, con còn đôi tay. Bác nhìn cháu đó, có thể sau này cháu sẽ trở thành một người có thể sử dụng được một nhạc cụ. Bác nhìn thấy như thế. Vài ngày sau thì hai cha con mù mới đem tặng cho cậu bé cụt chân đó một cái cây sáo trúc, và bắt đầu và dạy cho cậu bé đó thổi sáo. Rồi bắt đầu trong nhà bắt đầu vang lên những cái nốt nhạc của sáo đó, sòn la si đô. Bắt đầu chú bé mới cầm cái cây sáo để tập thổi. Và các con biết không, chỉ vài năm sau thôi, nơi đó đã xuất hiện một nghệ sĩ âm nhạc cụt chân với tiếng sáo rất hay, và luôn luôn mỉm cười vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Một cậu bé cụt chân với bản lĩnh cuộc sống không phải là một con người vô dụng. Cho nên khi nào mình cảm thấy chán, mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy bất mãn, mình hãy nhìn lại thân thể mình không thiếu gì hết. Mắt không mù, tay không cụt, chân không què, tai được nghe, miệng được nói. Có nhiều bạn trẻ mà câm điếc lên chùa sư tu á, chỗ sư là các cái bạn học sinh khuyết tật tỉnh Đồng Nai hay đến lắm. Chùa mình ở Bình Dương mà cái học sinh trường khuyết tật Đồng Nai nó sang thì nó có cả câm điếc, nó bị đau, nó mù. Thì các em câm điếc nó thấy các bạn mù hát, hát hay lắm, học sinh mù nó hát hay lắm. Dù cho đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời. Dù cho tiếng nói không tròn lời nói, nhưng đôi môi này vẫn luôn tươi cười. Đôi mắt không còn ánh sáng là mù, nhưng trái tim tôi vẫn yêu cuộc đời. Dù tiếng nói không tròn lời nói là câm, nhưng đôi môi này vẫn luôn
mỉm cười. Vậy mà có những con người đầy đủ hết, mà cái miệng lúc nào mở miệng ra, không nói thôi, mở ra như cóc nhảy ra, nhanh nhó, khó ưa, và lời nói xấu ác. Đức Phật dạy chúng ta trong năm cái giới Phật dạy: một không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không dối trá, năm không rượu chè cơ bạc. Thì giới trẻ Việt Nam chưa gì nhỏ mà đã phạm hết hai ba cái rồi. Nói dối, rượu chè cờ bạc là chơi game á, chơi bất kể ngày đêm, bất kể là ngày mai thi cử đến, bất kể cơm cha áo mẹ công thầy. Mà cái miệng này đó, người ta câm mà không nói được mà ta vẫn muốn làm công đức, mà mình miệng nói được mà không biết nói lời hay. Cho nên làm gì hại đạo tự thân nổi. Mình mở miệng ra là người ta muốn chạy xa 100 cây số một giờ. Mình mở miệng ra một cái là như làn gió mát mùa xuân ấy. Mình cất tiếng lên một cái là người ta nghe, tâm hồn người ta mát dịu. Mình mới là con của Đức Quan Thế Âm. Cho nên sư nói cái người câm điếc thấy các em mù hát hay như vậy, thì các con biết là các em học sinh câm điếc làm gì không? Nó múa. Nó không hát được mà nó múa. Mà các con mà múa thì phải bật nhạc lên múa, còn nó bật nhạc lên tai nó cũng không nghe luôn. Cho nên cô giáo đứng ở dưới, để tay bên này thì nó nghiêng qua bên phải, để tay bên trái nó nghiêng qua bên trái. Rồi các cô giáo ở dưới làm gì nó làm đúng như vậy. Còn nhạc thì mở lên mình nghe chứ nó không nghe gì hết. Mà nó múa xong rất đều, rất hay, nó dâng hoa cúng Phật. Tức là câm điếc cũng muốn làm công đức, mù cũng muốn được nghe Pháp, tai nó còn mà. Nó không bao giờ muốn người ta nghĩ rằng họ là những con người tàn phế. Vậy mà các con có biết không, có những người trẻ Việt Nam còn trẻ mà đã tàn phế rồi, nằm một chỗ, tô mì không thể tự nấu được mà cũng cứ mẹ ơi mẹ hỡi thôi, đúng chưa? Trên khi bước ra cuộc đời cũng chỉ trở thành một cái phường ăn bám và đôi khi trộm cắp. Thế không chịu lao động, không chịu là sống trên đôi chân và khối óc của mình. Cho nên tại sao sư lại đem những câu chuyện người cụt chân, người mù mắt, người câm điếc để nói với các con? Tại vì người ta khiếm khuyết một hay hai căn, nhưng người ta vẫn là hải đạo tự thân cho cuộc đời. Huống chi là chúng ta, những con người mà cha mẹ và cuộc đời cho chúng ta đầy đủ tất cả. Có phải như vậy không các con? Như vậy bài học thứ nhất thì chúng ta phải có niềm tin, có bản lĩnh đối với cuộc sống. Khi chúng ta có một cái sự buồn chán, bất mãn, hãy nghĩ rằng trên cuộc đời này còn nhiều người bất hạnh hơn mình. Đó là điều thứ nhất. Khi các con lớn lên rồi đó, mình còn phải là giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình, chứ không phải chỉ biết nghĩ đến cái hải đảo riêng tư của mình, của riêng mình, của gia đình mình, mà còn phải biết nghĩ đến chúng sanh vạn loại, yêu người, yêu vật. Chúng ta mới là con của Đức Phật. Và khi chúng ta có bản lĩnh, có niềm tin trong cuộc sống, sư nhắc các con đừng có bao giờ tự cao, tự đại. Phải luôn luôn khiêm tốn. Cuộc đời của Đức Phật, một viên ngọc không tì vết, một tấm gương sáng không một vết mờ, nhưng lúc nào Ngài cũng khiêm cung, lúc nào Ngài cũng từ tốn, nhã nhặn, yêu thương. Vậy mà các bạn trẻ chúng ta chưa biết ngày mai làm được cái thể thống gì cả, nhưng rất là nhiều bạn trẻ kiêu ngạo mà không biết rờ lên cái top mình coi coi là mình yếu, mình dở, mình còn nhiều sơ suất. Dù là mình được làm người, mình có nhiều ưu điểm, không có ai dở, nhưng vẫn có những khuyết điểm, những điều phải học, phải sửa đổi. Vậy mà có nhiều bạn rất là kiêu căng và ngã mạn, không nghe lời người lớn, không coi lời cha mẹ ra gì, và đặt nhiều cái biệt hiệu kỳ cục cho thầy giáo, cô giáo. Có những trường học mà sư vào mà thầy giáo kể là chúng nó dán cả những cái tờ giấy hàng mẫu không bán trên lưng của tôi. Coi thầy giáo như một món đồ chơi vậy, bởi vì không thích thầy.
Đó là những cái thái độ vô lễ. Đó là những con người chưa biết ngày mai mình ra sao, gọi là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, kiêu căng ngã mạn, chết sớm các con ạ. Sư vẫn nhớ câu chuyện chuột và voi để dạy cho chúng ta cái bài học đừng có kiêu căng ngã mạn quá sớm. Con chuột ngày kia nó đi vào trong hang, nó nhặt được một cái gương. Cái gương này là của mấy cái nhà thám hiểm á, để quên rớt lại cái tấm gương phóng đại. Cho nên khi con chuột nó nhìn vào cái gương phóng đại đó thì nó thấy nó rất là to. Mũi nó to, tai nó to, mắt nó to và nó rất to. Cái gương nó lớn lắm. Và bắt đầu khi nó thấy như vậy đó thì nó ngắm nó xoa vuốt lông đuôi của nó và nó cảm thấy những con vật ở ngoài kia không con nào to bằng nó hết. Khi nhìn vào cái tấm gương đó rồi các con biết sao không? Chà, ta là một con vật vĩ đại và có sức khỏe vô biên. Ta chỉ cần bước chân ra ngoài thôi, các con vật thấy ta đều run lẩy bẩy hết cả. Cho nên bắt đầu từ hôm đó nó coi thường tất cả. Coi thường, nó cảm thấy nó rất to. Nó cảm thấy con vật nào cũng bé cả. Chưa nào? Cho nên khi nó nhìn những con vật khác thì nó nói con vật đó như thế chứ mình to hơn rất nhiều. Thành ra nó bắt đầu nó nghênh ngang, nó xem thường. Chuột mẹ phát hiện con mình ngày càng ngạo mạn và ngông cuồng nên nói con ơi, sao lúc này mẹ thấy con ngạo mạn thế và ngông cuồng như thế? Con ơi, ngày mai cuộc đời không có dễ như vậy đâu. Con không sửa cái tánh này đi rồi con sẽ khổ đau đó. Con chuột nó nói mẹ nói gì? Nó nói xong rồi tay nó vuốt cái râu nó như thế này. Đố ai mà dám đụng vào râu con mẹ ạ? Con là một con vật vĩ đại, mẹ có biết không? Mẹ hãy tự hào là mẹ đã sanh ra một con chuột vĩ đại trên thế gian này. Mẹ là coi như là bó tay dạy không được, cho nên mới nói con ạ, trong rừng này từ nhỏ tới lớn con chưa thấy voi, con nên đi tìm xem con voi là ai để hiểu bản thân mình. Thế là con chuột một ngày kia bắt đầu chạy vào trong các ngõ ngắt của rừng và để tìm xem ai là voi. Cuối cùng thì nó đã gặp một con voi rồi. Người ta nói đó, con voi đó, con voi đó lớn lắm, con voi đó. Thì con chuột mới nói trời ơi, cái con gì mà kỳ quái như thế. Cái thân thì như cái núi, cái chân thì giống như là các cây cổ thụ ngàn năm à, còn cái mũi của nó đó thì giống như là cả một cái cầu, cái cầu tròn bắc qua một dòng sông uốn éo uốn éo. Nhưng mà cái con này cũng làm gì to bằng mình, tại vì nó nhìn qua cái gương phóng đại là nó thấy nó to gấp ngàn lần như thế. Cho nên nó bảo cái con này vẫn không ăn thua gì. Cho nên nó mới nói nhà ngươi là voi có phải không? Con voi cũng không thèm trả lời mà cũng không biết là cái con chuột nhắt nào nó đã nói. Voi ta cứ đứng điềm nhiên giữa rừng, thấy chưa nào? Đó, voi ta điềm đạm hiên ngang, chẳng cần biết con chuột nhắt nó là cái con nào. Con chuột nhắt tức lắm, tại sao không nhìn ta? Ta là con chuột vĩ đại nhất trên thế gian này nè, có thấy không? Ha ha, con voi nó cũng không thèm nói tiếng nào hết. Đó, chuột càng hét to, voi càng buồn cười và lặng nhạt. Con voi càng lãng đạm bao nhiêu, con chuột càng tức bấy nhiêu. Tại cái con người mà kiêu căng là luôn luôn muốn người ta phải chú ý tới mình. Giống như các bạn trẻ thích mình là ngôi sao vậy đó. Mình ngôi sao mà không ai chú ý ngôi sao là làm đủ trò cho người ta chú ý hết. Đó, cho nên hãy sống bình thường. Hãy là tôi luyện phẩm chất tốt đẹp ở bên trong, chứ đừng có chú trọng quá cái bên ngoài mà bên trong rỗng tuếch. Các con nhớ điều đó rất quan trọng. Thế rồi con chuột nó làm cái này, nó làm cái kia. Nó nhảy lên trên cái núi đó, nó hét lên cho con voi thấy nó. Con voi cũng chả thèm trả lời. Cuối cùng thì voi ta hút nước đầy vào trong vòi rồi phụt một cái vào con chuột. Thế là chỉ phụt một cái thôi, tạo ra cả một cái dòng sông cuốn con chuột lóp ngóp ở trong đấy. Chuột ta gần chết luôn, nói chưa nào? Nghĩa là bơi lấy bơi để chứ không thôi chết chìm trong cái đống nước đấy. Rồi chạy tuốt về nhà, điếng hồn, run lẩy bẩy. Từ đó về sau, nó không bao giờ đứng trước chiếc gương để tự cao, tự đại. Sư nhớ trong Việt Nam mình có câu ca dao
Tục ngữ ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Các con bây giờ chỉ có nước ăn hiếp mẹ thôi, nạt nộ bố, đó là những cái giới trẻ hư. Chứ còn sư tin rằng các bạn trẻ ở những cái vùng tương đối xa như thế này thì cũng còn giữ một cái gì đó thuần phong lễ giáo trong gia đình của châu Á, của Việt Nam. Có phải như vậy không các con? Muốn làm hải đạo tự thân, mình phải có cái trí tuệ sáng suốt. Một con người ngu si chỉ là một con người làm trò hề và không giúp gì được cho bản thân và cho cả cuộc đời của mình. Mà muốn có trí tuệ, các con ngoài vấn đề học hành, hoàn thành bổn phận một người học sinh trong nhà trường, các con phải nghe Phật Pháp. Như hôm nay nghe Pháp là một điều kiện để gieo mầm trí tuệ trong tâm hồn của các con. Ươm mầm Phật Pháp đó là gieo hạt giống trí tuệ trong tâm hồn của các con đó. Các con nghe rõ chưa? Cho nên khóa tu mùa hè, quý thầy luôn cho các con nghe Pháp bên cạnh những trò chơi, bài hát, sinh hoạt. Thiền tập, niệm Phật, nghe Pháp, đó là những cái nhân gieo hạt giống trí tuệ trong tâm hồn của các con. Bác sĩ có giỏi cách mấy mà không có nhân đức cũng trở thành kẻ giết người. Nhà bác học tài ba mà không hiểu được tâm từ bi, không biết có trí tuệ của nhà Phật, thì đôi khi họ chế ra vũ khí, ra hạt nhân để tiêu diệt cuộc sống. Mọi tài năng đều phải đến trên nền tảng của đạo đức. Các con phải nhớ điều đó. Cho nên nghe Phật Pháp là sư đang gieo trên mảnh đất tâm hồn của các con hạt giống trí tuệ. Mà các con nghe Pháp có thấy thích không? Cho một tràng pháo tay, cảm ơn các con. Thì sư muốn kể các con nghe về Nhất Hưu Thiền Sư. Là một người thông minh từ bé. Nhưng mà bé thông minh không phải để nghịch ngợm, nhỏ là muốn về chùa tu rồi. À, đặc biệt là những con người rất thông minh nhỏ ta đã thích về chùa, chứ người ta không có thích gọi là gì, tập họp phá làng phá xóm làm chúa đảng. Mà rất thông minh người ta lại thích là về chùa làm chú tiểu. Mà thông minh là sao? Thầy dạy một chú biết mười rồi. Khi thầy bảo các con ơi phải lo tu học, bởi vì không có ai sống mãi trên cuộc đời, lập tức chú hiểu là thầy dạy chú về quy luật vô thường. Vô thường là không thường con, không ai sống mãi. Cho nên thấy có ai chết cái chú nói vô thường. Đó là người ta hiểu rồi, chứ không phải đập quan tài mà kêu gào khóc lóc. Còn sống thì sống không tốt, đợi người ta chết rồi bắt đầu khóc rống lên, làm như có hiếu dữ. Đã biết là vô thường thì không ai sẽ sống mãi với chúng ta, kể cả cha mẹ và chính bản thân mình. Cho nên phải trân quý cuộc sống, phải yêu kính cha mẹ, bởi vì quy luật vô thường đó là điều tất yếu. Mà chú EQ bé xíu à, mà chú đã hiểu cuộc sống này rất vô thường, cho nên chú xin mẹ đi tu. Mẹ bảo sao mà con không chịu ở nhà, có một đứa con trai duy nhất, con muốn gì mẹ cũng cho. Ở trong đó vất vả lắm con ạ, à, thức khuya dậy sớm gánh nước mà học bao nhiêu là kinh. Chú tiểu EQ nói: mẹ ơi, đời vô thường, con cũng chẳng ở mãi được với mẹ đâu. Lớn lên rồi con cũng lấy vợ, con cũng chẳng ở mãi với mẹ đâu. Rồi bố mẹ già cũng sẽ ra đi, con cũng sẽ chẳng ở mãi với mẹ đâu. Chi bằng con học Phật Pháp, con liễu ngộ chánh pháp của cuộc đời, ít nhất con thoát khổ, mẹ hạnh phúc hơn. Bé mà biết nói như vậy. Thế thì hôm nay chúng ta cũng phải học được cái bài học cái gì cũng vô thường. Cũng như là sư ngồi nói chuyện đây, chứ chút xíu là sư chia tay các bạn rồi. Hình ảnh của sư chỉ còn là nhớ lại một kỷ niệm thôi, chứ không thể tồn tại mãi. Và chú bé rất thông minh các bạn ạ. Mỗi ngày chú phải pha trà cho thầy nè, nấu cơm dâng cho thầy nè, xếp mền xếp màn cho mình cho thầy, quét chùa lau chùa quét sân chùa. Có hai thầy trò mà chú làm hết. Thế rồi làm việc như thế
ai cũng có lúc lỡ lầm. Một ngày kia, chú tiểu EQ đã làm vỡ cái chén trà rất quý của thầy. Đấy, cái chén này quý lắm ha, chén cổ. Chú rửa bát, mắt lại còn nhìn chim hót ngoài kia, chật tay rớt cái bát xuống, vỡ tan tành. Chú điếng hồn, mặt tái mét tái xanh luôn. Tại vì thầy chỉ uống trà có một cái chén đấy. Thầy không uống bằng các cái chén trà khác. Có đẹp hơn gấp mấy thầy cũng không dùng. Thầy dùng có một cái chén đó thôi. Chú run hai tay bật bật như vậy. Trời ơi sợ quá. Bị thầy phạt cũng không sợ bằng là cứ ngồi chờ không biết chừng nào thầy mới về. Thà là thầy có mặt và trừng phạt luôn nó đỡ đau đớn lo lắng hơn là ngồi chờ thầy về. Thế rồi chú gom hết những cái mảnh vỡ đó bỏ vào trong cái túi. Khi mà nghe tiếng chân của thầy, chú đã lo quỳ lên rồi. Đó là cái điều rất tốt, tức là chuẩn bị nhận lỗi. Nhưng có những con người là như vậy, lập tức đem liền các mảnh vỡ vào trong gì? Cái đám cỏ kia rồi bảo là không biết. Nhưng mà chú nghe tiếng chân thầy lật đật quỳ lên. Nhưng mà không phải quỳ lên là bảo thưa thầy, con làm vỡ chén đâu. Mà chú quỳ lên chú nói, bạch thầy, vì sao con người ta lại phải chết ạ? Thầy mới nói, ôi bài học này con học lâu rồi mà. Đó là điều tự nhiên con ạ. Tất cả vạn pháp trên thế gian là như thế. Có sống, ắt có chết. Có sanh, ắt có diệt. Cái chú nói tiếp luôn, thưa thầy, có thành, ắt có vỡ. Cho nên cái chén trà của thầy đã đến lúc nó chết, nó vỡ rồi đây ạ. Miệng nói tay bốc cái chén ra, có hay không? À, thầy muốn phạt nhưng không phạt vì nó đã nhận lỗi. Nhưng mà trước khi nhận lỗi nó hỏi tại sao con người ta lại chết, không sống mãi. Đó là vô thường, rồi ai cũng chết, chúng ta cũng chết. Chỉ đau khổ cho người ta sống mà không biết Phật Pháp. Cho nên đại báo hiếu cao cả nhất là cha mẹ không biết Phật Pháp, con làm cho cha mẹ phải biết Phật Pháp. Cha mẹ không tin nhân quả, con làm cho cha mẹ tin nhân quả. Cha mẹ không biết bố thí keo kiệt bón xén, con phải biết làm cho cha mẹ biết bố thí. Cha mẹ sát sinh hại vật, con nói cha mẹ ơi sát sanh nhiều, bệnh tật nhiều, tuổi thọ ngắn ngủi. Mà con muốn cha mẹ sống đời với con nên đừng có sát sinh nhiều. Những câu nói như vậy thôi mà phước báo vô tận vô biên. Không đợi ngày mai lớn lên đi làm đem về biếu cho cha mẹ mỗi tháng mấy trăm ngàn. Các con nghe rõ chưa? Cho nên con người ta thông minh, trí tuệ ở cái chỗ lãnh hội được chân lý của cuộc đời. Chứ không phải thông minh là đứng lý sợ, đứng chống nặng, cãi tay đôi với người lớn, mà nói những chuyện tầm phào. Thông minh trí tuệ là nói những cái điều làm cho người ta gọi là sa di thuyết pháp, sa môn thính. Các con nhỏ nói hay thì thầy, các thầy nào rồi sư nào đều phải nghe và khen, nói rất đúng. Hôm qua sư mới ở trường luật, sư giảng luật trong một cái trường hạ ở Bình Dương. Thế rồi vị ni sư thiền chủ mới nói, ai đã là phơi quần áo không đúng vị trí. Cái hạ trường 100 vị ni ngồi im hết, không ai nói gì hết. Hỏi 3 lần ai phơi quần áo ở đó, không ai trả lời. Mà đó là các vị xuất gia đó nha, mà còn trẻ, tất nhiên là mười mấy 20 tuổi không à, sa di không à, nó nhỏ à. Hỏi lần thứ 3 vị thiền chủ mới nói, đi ra đem cái bộ quần áo đó vô đây cho tôi. Tất nhiên đem vô là tất nhiên là không chối được rồi, tôi sẽ biết cái bộ quần áo là của ai. Lúc đó mới có một cái vị ni lập cập đứng dậy nói, chính con phơi ạ. Như vậy đối với sư là hèn lắm. Tại sao câu hỏi đầu tiên không đứng lên liền, đến khi mang cái bộ quần áo ra, đưa ra đây là của ai rồi mới đứng dậy. Như vậy nghĩa là tính chối rồi, tính nói là không biết rồi. Nhưng mà giá như cái chén vỡ là không biết đổ thừa cho ai, chứ quần áo là của mình. Cho nên những con người không dám nhận cái việc mình làm, không bao giờ có thể trưởng thành.
làm hại đạo tự thân cho mình được. Các con khi làm lỗi phải dũng cảm và biết nhận lỗi, phải biết nói lời xin lỗi. Cho nên mình sống trong cuộc đời này, làm lỗi phải biết nhận lỗi. Đừng có kiêu căng, đừng ngã mạn. Và muốn con người ta sống theo tuệ giác thì phải nghe kinh, nghe pháp. Các con bây giờ cái mạng truyền thông nó phát triển lắm. Tuổi các con bây giờ mỗi người có cái iPhone, 90% có điện thoại. Thời xưa đi học tới Ấn Độ rồi vẫn không có biết điện thoại là gì, đến khi gần tốt nghiệp mới có một cái điện thoại bằng cùi bắp. Mà cái số điện thoại từ hồi đó cho đến bây giờ mười mấy năm chưa có biết thay đổi số để làm gì hết. Còn các con bây giờ nhỏ nhỏ rồi đó là iPhone, iPad, rồi tất cả mọi cái phương tiện truyền thông mà không biết sử dụng nó cho việc học, mà sử dụng nó để mà làm hủy hoại đi trí thông minh, cái trí sáng, cái điều tốt lành trong tâm hồn của mình. Rất là đáng tội nghiệp đó các con ạ. Các con cần phải biết mình sử dụng những phương tiện mình đang có để phục vụ cho vấn đề học tập, chứ không phải là để mà tự hủy hoại đi trí sáng của mình bằng những cái chuyện tiểu thuyết, bằng những cái mạng truyền thông đen, tối mà rất là dễ sợ. Các con bấm vô là ngồi xem mà nó đang làm cho các cái tinh hoa trí tuệ nó bị hủy diệt đi. Cẩn thận. Cho nên để được có trí tuệ trong cuộc đời, không chỉ nghe các bài pháp trong khóa tu mùa hè, mà các con sẽ có cái thói quen này, thường nghe pháp. Mạng truyền thông bây giờ nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần hỏi thầy của mình đây, thầy trụ trì, là con nghe cái thầy đó giảng được không? Thầy hỏi thầy, thầy nói được, chúng ta sẽ được nghe nhiều bài pháp khác để khai mở trí tuệ. Nhất là những bài pháp dành cho giới trẻ, các khóa tu mùa hè trên mọi miền đất nước mà được là phát trên các mạng truyền thông. Chúng ta được học nhiều hơn, được hiểu nhiều hơn. 1 giờ đồng hồ, sư không thể nào nói được rất nhiều thứ, nhưng chỉ nói một số vấn đề rất căn bản trong cuộc sống. Mà hôm nay, sư muốn các con có niềm tin nhân quả. Chánh pháp là ngọn đèn sáng. Chánh pháp giúp cho hải đảo tự thân của chúng ta đứng vững mà không bị đánh chìm bởi phong ba bão táp. Chánh pháp sẽ giúp các con sống hiếu thảo, lớn lên làm người, làm chủ bản thân mình, làm chủ tương lai, làm chủ đất nước, gia đình và xã hội. Thế thì bây giờ những cái điều rất đơn sơ như vậy đó, sư nói các con có nhớ không? Ai có thể lặp lại những điều hôm nay sư đã nói? Rồi mời một bạn lên đây nói cho các bạn nghe. Mời con. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Trong gần 1 giờ đồng hồ vừa qua thì chúng con đã được nghe ni sư thuyết pháp, và chúng con đều xác định được 3 bài học mà ni sư đã giảng cho chúng con ạ. Bài học thứ nhất đó là mỗi người cần phải có bản lĩnh và niềm tin trong cuộc sống. Bài học thứ hai qua câu chuyện về chú chuột nhỏ thì mỗi người phải tự xây dựng cho mình sự khiêm tốn, khiêm nhường trong cuộc sống. Và bài học thứ ba đó là mỗi người cần gieo trong mình hạt giống của trí tuệ để có thể tự làm hải đảo tự thân, có thể vững vàng trước những bão tố và phong ba của cuộc đời ạ. A Di Đà Phật. Không chỉ bạn tiếp thu bài tốt mà nhắc lại một cách ngắn gọn. Cái người nói ngắn mới hay, nói ngắn mà đầy đủ mới là điểm cao. Sư mà chấm bài mà viết dài dòng mà không biết viết cái gì là sư cho điểm thấp đó. Nhưng qua 3 bài học đó, sư còn nói một cái thông điệp nào nữa, ai biết? Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con xin trả lời câu hỏi của ni sư là trong các việc làm mà mình thể hiện sự hiếu đạo của mình với cha mẹ, là mình làm cho cha mẹ mình biết Phật pháp và biết tin sâu nhân quả. Cho một tràng pháo tay. Con có cách nào cha mẹ con biết Phật pháp chưa?
Cha mẹ con biết rồi ạ, và rất hay đi chùa để làm công quả. Xin chúc mừng con cho một tràng pháo tay nữa. Xin cảm ơn con. Bạn mình đã nhắc lại một cái thông điệp sư muốn nói với các con. Đối với cha mẹ, ngoài thái độ sống tốt đối với cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ đi thưa về trình, biết nói lời xin lỗi, biết nói lời cảm ơn, biết nói lời tri ân. Chúng ta đối với những bậc cha mẹ chưa biết Phật Pháp, giúp cho cha mẹ biết Phật Pháp. Phật Pháp của chúng ta không phải là gì? Thắp nhang, cúng chuối, cúng bông rồi xì sụp khấn xin. Không phải là thờ giống như mà thờ một vị thánh thần để cầu xin. Mà đạo Phật đó là gì? Đạo của trí tuệ. Cha mẹ biết Phật Pháp để cha mẹ tin sâu nhân quả, gieo nhân gì rồi sẽ gặp quả đó. Đạo Phật khẳng định vận mệnh sẽ thay đổi từ việc làm, ý nghĩ, lời nói của chúng ta. Chứ không phải đạo Phật là ngửa tay, nhắm mắt cầu xin để Phật ban cho một cái hồng ân nào đó. Những lời khấn nguyện của chúng ta đối với Bồ Tát, đối với chư Phật đều thành tựu nếu chúng ta làm theo lời dạy của chư Phật. Không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm ý cho trong sạch. Các người sống như vậy, lời khấn nguyện của chúng ta sẽ thành tựu. Các con nghe rõ chưa? Chúng ta sẽ làm hại đạo tự thân nếu chúng ta tin sâu nhân quả và sống trên nền tảng đạo đức. Việc ác dù nhỏ cũng không làm. Việc thiện, việc tốt dù nhỏ cũng không bỏ qua. Chúng ta sẽ có một nền tảng đạo đức rất là vững chắc trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Sư nghĩ rằng pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Ni Sư Giảng Sư Thích Nữ Hương Nhũ. Ngày hôm nay, chúng con, những tu sinh của khóa tu mùa hè Hải Đảo Tự Thân Hai, hết sức vui mừng được Ni Sư từ bi hứa khả, không quản ngại đường xá xa xôi, về nơi đây chia sẻ cho chúng con những lời pháp nhũ quý báu, để chúng con nương theo đó làm hành trang tu tập, khai thị trong cuộc sống. Thay lời ban tổ chức và các bạn tu sinh khóa tu mùa hè chùa Phúc Nguyện, nguyện cầu hồng ân tam bảo, từ bi gia hộ, Ni Sư Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, mãi là bóng cây đài thọ che mát cho hàng đệ tử chúng con trên bước đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật.